Rồi, xin chào tất cả mọi người nhá. Em là Tình Hàng Bãi ở tại Kon Tum. Hôm nay lên cho các bác mới combo này, mới combo vào một cái khuyến mại siêu lớn không các bác, gọi là khuyến mại siêu lớn luôn để dành cho các bác. Rồi, thì mới combo đây thì để cho các bác về tự đóng thì nhiều bác cứ phải hỏi em là mua 10 xeo này trong một vỏ này nó kia thì các bác đóng thì như thế nào hay như thế nào, thì đây thì em sẽ lên combo cho các bác luôn và ghi rõ giá tiền như thế nào cho các bác luôn để các bác rõ nhá. Thì đây nhá, tất cả những cái này ở đây á em bán đều không có bao ship đâu các bác nhá, em không có bao ship đâu nên là các bác lưu ý giúp em nhá. Đấy, tiền ship sẽ tùy thuộc cân nặng dưới 2 kg. Đấy, dưới 2 kg, từ 2 kg đổ xuống là các bác chỉ mất có 25.000 tiền ship thôi. 2 kg đổ lên thì các bác cứ cộng thêm mỗi kg cho em là 5.000. Rồi thì đầu tiên đây là cái pin EVE 1.5 này các bác này. Cái này pin EVE 15B này các bác này. EVE 15B thì cái này em bán cho các bác về lắp đèn, lắp đuốc đồ này nọ nhá, lắp đèn, lắp đồ này nọ. Các bác đóng khối 20 xeo các bác vẫn chơi bắt vít bình thường các bác nhá. Đấy, kể cả 10 xeo các bác vẫn chơi bắt vít bình thường bởi vì đây là cái xeo dòng xả cao. Đấy, xeo dòng xả cao nhưng mà dung lượng nó hơi thấp. Đấy, 15B. Đấy, dung lượng nó có 1.5 đâu, cái thằng này thằng tháo khối nữa, nội trợ của nó thì em bao các bác ở đây là 13, 14, 15. Đấy, có cả 13, có cả 14 và có cả 15. Đấy, đa số là 14 và 15 các bác nhá. Cái này thì em bán rẻ thôi, thì cho các bác về đèn đuốc cái này này nọ kia thôi. 13 thì nó chỉ có vài xeo thôi. Đa số 14, 15 các bác. Đấy, nó có 13 này. Rồi, thì thằng này em bán cho các bác ở đây nó gồm 71 xeo nhá. Em bán 71 xeo này, giá là 700.000 các bác nhá. Tặng luôn cho các bác cái khung đó. Em tặng luôn cho các bác cái khung này nhá. Đó, 700.000 các bác lưu ý nhá, 700.000 nhá. Đấy, nguyên khối này, 71 xeo EVE 1.5 thì cái này em thanh lý thôi. Có 10.000 một xeo thì các bác nào lấy thì alo nhá, chưa đến 10.000 đâu. Đấy, bởi vì 71 xeo mà. Rồi. Rồi, thì còn ở trong đây á thì là những cái combo này á thì đây cho các bác xem này. Combo đầu tiên cho các bác nhé. Combo đầu tiên này là gồm 10 xeo pin Broad xả cao các bác nhé. Đây pin này. Đấy, mới chưa hàn đầu các bác nhé. Đấy, mới chưa hàn gì nhá. Cái xeo này hiện tại đang bán lẻ là 27.000 một xeo. Đấy, xeo này 21700 này. 10 xeo dòng xả cao này. Đấy, một vỏ 21700 và một mạch 90A. Đấy, một mạch 90A nữa các bác nhé. Các bác chờ em 1 giây nhé. Em quên mất là chưa lấy mạch ra các bác ạ. Đây, cái mạch 90A thì sẽ như này các bác nhá. Đấy, mạch 90A đây. Đấy, cùng một cái mạch này. Một bộ vỏ này. Đấy, một bộ vỏ này. Đấy, vỏ mạch 21700 này. Tem kẽm đầy đủ nhá. Vỏ em là tem kẽm đầy đủ các bác, chỉ việc bấm vô thôi. Đấy, bán cái này các bác về thợ thuyền đóng dễ lấy công, dễ tiền nhá. Thì em bán nguyên một bộ combo như thế này. Đấy, combo như thế này. 10 xeo này. Một vỏ và một mạch. Đấy. Thì là 360.000 các bác nhé, 360.000 một combo. À, đóng luôn là cộng thêm 50.000. Đấy, giá trên không bảo hành các bác lưu ý nhá, giá trên không bảo hành. Giá trên không bảo hành các bác nhá, giá trên là em không bảo hành nhá. Đó, đóng luôn là cộng thêm 50.000 tiền công và không bảo hành. Đấy, các bác lưu ý như thế. Rồi. Combo số 2. Combo số 2 các bác nhá, combo số 2. Combo số 2 thì cũng là một vỏ. Đấy, vỏ. Đấy, vỏ này có báo pin đầy đủ các bác nhá. Vỏ này báo pin đầy đủ, tem kém đầy đủ luôn, ốc vít đầy đủ. Đấy, đầy đủ các bác nhá. Thì cái thằng này á, à đây để em đo nội trở cái thằng này đầu tiên này cho các bác xem đã. Đây các bác nhá, nội trở 310 nhá. Đấy, nội trở 9 lớn và 10 nhá các bác nhá, 9 lớn và 10 nhỏ. Đấy, nội trở 310 thôi. Nội trở rất là nhỏ nhá, dung lượng 3.000. Đấy, cái thằng đấy bác đóng bách đôi lên là thành dung lượng 6.000 đấy. Các bác xả mài cắt khoan mài cắt vô tư luôn các bác nhé, khoan mài cắt vô tư luôn. Rồi tiếp theo là cái thằng Samsung 40T3 này. Đấy, Samsung 40T3 này các bác nhé. Thằng này thì bao ngon cho các bác luôn, mã số 3 này nó không bị lệch áp tụt áp gì hết các bác nhé. Bao ngon lành cho các bác luôn. Đấy, bao ngon cho các bác luôn. Đấy, thằng này nội trợ em bao cho các bác là 9-10 các bác nhé, 9 và 10. Đấy, 9 và 10. Đấy, cho các bác xem này. Đấy, và em đã cân áp cho các bác rồi nhé, về các bác sẵn đóng thôi. Đấy, 373 này. Cứ 373, 373 thôi các bác nhá. Đều tâm tóc luôn. Đó, rồi. Cân áp sẵn về các bác đóng thôi. Đấy, 373 hết này. Đấy, 10. 9 và 10 các bác nhá. Rồi, 40T là 9 và 10. Rồi, combo này á, là combo 2. 10 xeo Samsung 40T3. Xả 40A, dung lượng 4.000 nhá. Một vỏ 21700, một mạch 5S 90A các bác nhá. Đều có mạch hết nhá.
đầy đủ luôn các bác nhé, về sẵn bấm thôi, giá 500.000 đóng luôn cộng thêm 50.000 và không có bảo hành các bác nhé. Đấy, còn các bác muốn lấy thêm bảo hành thì các bác cộng thêm cho em 50.000 nữa nhé. Đấy là em sẽ bán, em sẽ bảo hành cho các bác luôn, là các bác được thêm 3 tháng bảo hành. Đấy, 50.000 mà các bác được 3 tháng bảo hành thì tùy các bác thôi, các bác có thể lấy không bảo hành. Rồi tiếp theo là một combo nữa, combo này là một vỏ này, này này, đấy, và một mạch này, đầy đủ hết các mạch nhá, combo nào cũng có mạch, và 10 cell Lysen, 21700, 40A dung lượng 4.000 vỏ, 21700, một mạch nhá các bác nhá, giá là 450.000 các bác nhá. Này các bác xem này, Lysen này em tháo từ trong những cái khối mới tinh chưa ra, chưa sử dụng các bác nhá, yên tâm luôn. Cái Lysen này em đóng cho khách rút lõi, các bác cháo bác nào chê hết cả. 10 xe nó đều tăm tắp cả 10 luôn các bác nhá. Nội trợ em bao các bác, nội trợ 8. Không có nội trợ 9 các bác nhá, không có nội trợ 9 các bác yên tâm. Đó, không có nội trợ 9. Rồi combo 3 này cũng khá là ngon các bác nhá. Bác đóng quả 8A mà chỉ mất có 450.000 thôi. Các bác đóng luôn là cộng thêm 50.000 tiền công không bảo hành. Còn các bác bảo hành thì là 550 em sẽ bảo hành cho các bác là 3 tháng. Đấy, tùy các bác thôi. Đấy. Đây là combo 3 nha các bác nhá. Đấy, đây là 3 combo các bác nhá. Đây là 3 combo. Đấy, đây là 3 combo. Thì các bác nào muốn lấy combo thì lấy, còn không thì mua lẻ thì mua lẻ, mua lẻ em cũng vẫn bán lẻ mà các bác nhé. Đây là combo thôi, đây là giá combo đấy, lâu lâu ưu đãi cho các bác để các bác ấy thôi, combo thì nó sẽ rẻ hơn vài chục đấy. Lưu ý như thế nhá đấy. Và em đang thanh lý nốt cái này đi để mai em lên VX40 về rồi đấy, về rồi nhưng mà em chưa lọc nữa, em đã em lọc xong đó, rồi em sẽ bán cho các bác đấy, chuẩn chỉ hết rồi em sẽ bán cho các bác. Yên tâm là như thế, giá bao 580 luôn. Rồi tiếp theo là cái combo này nó mới hot này các bác này. Đấy, tặng cho các bác 10 vỏ các bác nhá. Một thùng này, tặng cho các bác 10 vỏ. Đấy, bác thợ thuyền nào thì nhanh tay các bác nhá. Thợ thuyền nào thì nhanh tay. Thì đây này. Đấy, Lysen 18650 các bác nhá. Lysen 18650. Dung lượng nội trở nó đều tăm tắp luôn các bác, 3V55 này. Quá là ok luôn. Đấy, đi sen mới các bác nhá, đi sen mới chưa hàn gì đâu nhá. Đấy, 3V5 này. Quá đẹp luôn. Quá, thằng này nội trợ 13. Rồi. Ly sen 18650, hàng mới nhá các bác nhá, hàng mới chưa qua xả gì đâu nhá. Hàng này em bán cho các bác là một thùng như thế này là 2.500.000, tặng cho các bác 10 vỏ. Tặng cho các bác 10 cái vỏ. Đấy, vỏ này có tem luôn các bác nhá, vỏ có tem luôn đó. Đấy, tặng cho các bác 10 vỏ luôn. À, cho các bác sướng. Tặng thêm cho các bác 10 vỏ. Rồi, một thùng em bán là 2.500.000, tặng cho các bác 10 vỏ như thế này. Đấy, 10 vỏ như này, các bác chỉ cần thêm mua thêm 10 cái mạch nữa. Thì cái loại này thì các bác mua cho em là cái mạch 65A là ngon rồi, 10 mạch 65A 380.000 nữa. Tổng cộng các bác chi ra là 2.880.000. Cái vỏ này có cả tem kẽm đầy đủ các bác nhá, tem kẽm đầy đủ luôn cho các bác, mạch báo pin đầy đủ cho các bác luôn. Thì các bác chỉ cần chi ra là 2.880.000 là các bác được 100 cell này với lại cái này và một cái mạch, 10 cái mạch thì tùy các bác, hoặc là các bác lấy một thùng này cộng thêm 10 vỏ này các bác có mạch rồi thì thôi, 2.500.000 các bác nhá. Đấy, 2.500.000 này em bán cho các bác là 10 cái này tặng một thùng này tặng 10 cái vỏ. Đấy, tặng 10 cái vỏ các bác nhá. Còn bác nào mà đấy là em chỉ bán giá này thôi các bác nhá, chỉ bán giá này thôi. Còn bác nào mà kêu không lấy vỏ thì em vẫn tính thế các bác nhá. Đấy, các bác tùy các bác thôi. Cứ lấy 100 cell 2.500.000 tặng thêm 10 vỏ. Tùy các bác lấy bao nhiêu lấy. Đấy, 10 vỏ mạch, 10 vỏ mạch báo pin này, tem kẽm đầy đủ. Các bác lấy thêm mạch 308, các bác chỉ cần bỏ ra là 2.880.000 các bác được, các bác về đóng luôn. Các bác về đóng là được hoàn thiện 10 quả. Đấy, hoàn thiện 10 quả các bác bán 400.000 thì có đã có lời rồi các bác nhá. Thì tùy thôi. Rồi bác nào có nhu cầu về lấy vỏ mạch rồi tất cả mọi thứ pin ở đây thì cứ alo và số điện thoại giúp em nhá. Nhớ cho em xin một like đăng ký kênh ủng hộ nhá. Em chào các bác ạ.